Tất nhiên là từ ngày mà thằng Vương ra đời á, là đại lý Tàu Nga luôn luôn ủng hộ và đồng hành với công ty thằng Vương. Công ty thằng Vương á, có nhiều cái mặt hàng á tương đối tốt, có nhiều cái mặt hàng như là đưa xuống đi thử nghiệm là có đạt kết quả tốt. Chẳng hạn như lâu nay á, là có cái hàng như soi mát, như rồi soi mát đánh nước sạch rồi lắng không mà không bị nhớ, rồi tạo màu cho màu đẹp, ví dụ cân bằng như combo AG New á, nó cũng tốt. Rồi có nhiều mặt hàng như khoáng á, Michel, rồi cái canvita cũng tốt, canvita là làm cho tôm tăng trọng cũng tốt. Canvita là cô là nhất công ty luôn đó. À, đó mặt hàng chiến lược á. Nhưng mà hiện giờ cũng có cái hàng đường ruột cũng tốt đó. Ví dụ như đường ruột này này là cái rồi cút là E31 đó, cái hàng nó tốt. Còn cái rồi EZ đó là nó cũng cân bằng cái ion á, thấy cũng hay. Cô ở đây là cô hiểu sản phẩm, cô thuộc sản phẩm, cô đưa xuống đi nhà cô dùng á, rồi sau đó cái kết quả tốt cô tư vấn cho khách hàng. Còn lắng lắng cấu lắng động á thì có cái hàng Everlock, cái hàng cũng chiến lược của như vừa chiến lược của công ty, không những công ty mà chiến lược của đại lý để cho áp dụng đưa xuống đìa thực hành và đạt kết quả tốt. Everlock là mình sử dụng trong Nam đều của mình hay sử dụng trường hợp nào là mình thấy nó hiệu quả? Nước nó cấu. Nước cấu. Đánh nó lắng động và nó cái nào nó không lắng động được thì nó sẽ có tủa nó đưa đi lên thì mình vớt nó sạch nước, trong sạch nước. Các mặt hàng kia chỉ xử lý nước thôi chứ nó không có được cấu, nó không có bóc. Nó tuyệt chiêu nhất là Everlock.